Đây sẽ là video cuối cùng trong series tổng quan hệ. Từ lúc tôi bắt đầu với cái hệ thường nhất là hệ thường, đến nay đã có thể nói đến hệ đặc biệt nhất, đó là hệ rồng. Tại sao lại đặc biệt á? Anh em chỉ cần nghe cái tên của nó thôi là đã cảm nhận được sức mạnh vô hình nào đấy rồi. Thực chất thì ngay từ những ngày đầu tiên, hệ rồng đã được liệt vào cái dạng hệ mạnh và rất ít Pokemon có vinh hạnh được mang hệ này. Vậy thì hệ rồng có những gì hay ho? Hãy cùng bắt đầu video nhé! Hệ rồng có rất nhiều Pokemon huyền thoại và á thần, dẫn đến việc đây là hệ có tổng chỉ số cơ bản trung bình, sinh lực trung bình và công đặc biệt trung bình cao nhất trong tất cả các hệ. Cho đến thời điểm tôi làm video này là cuối thế hệ thứ 8, có tổng cộng 61 Pokemon mang hệ rồng. Trong số đó thì số lượng nhiều nhất đến từ thế hệ thứ 8 với những 11 loài, còn ít nhất là thế hệ thứ 2 chỉ có một loài mà thôi. Hiện tại thì các Pokemon mang song hệ rồng bay và rồng đất đang có cùng số lượng đông đảo nhất đều với 6 loài. Pokemon hệ rồng thường và rồng tiên là hai hệ ít nhất chỉ có một loài, còn một song hệ nữa vẫn chưa xuất hiện, đó là rồng bọ. Nói chung thì các Pokemon của hệ rồng hiển nhiên chúng nó là rồng, theo rất nhiều cách khác nhau, có thể theo nghĩa đen nó là một con rồng, hoặc là khủng long, bò sát, đôi khi lại chỉ là do cách chơi chữ. Đặc điểm chung thì chúng đều sở hữu tố chất huyền bí và sức mạnh to lớn, hoặc chỉ đơn giản là mấy ông làm game muốn có một cái gì đấy để chứng tỏ nó mạnh. Về mặt phòng thủ, các Pokemon của hệ rồng có thể kháng được 4 hệ nguyên tố là nước, lửa, cỏ và điện, nhưng lại yếu thế trước những đòn tấn công của hệ băng, hệ tiên và những con rồng khác. Vì hệ rồng có thể kháng được cả 3 hệ của Pokemon khởi đầu, cho nên nếu một Pokemon khởi đầu mang hệ rồng thì nó sẽ có lợi thế quá lớn so với hai con còn lại. Trừ khi cả 3 con cùng mang hệ rồng thì đó sẽ là một trận chiến vô cùng khốc liệt giữa con hệ lửa và con hệ nước. Về mặt công kích, chiêu thức của hệ rồng chỉ có thể gây được sát thương siêu hiệu quả lên những Pokemon hệ rồng khác. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng hơn ở đây đó là những chiêu thức của hệ này gần như không thể bị kháng. Trước thế hệ thứ 6 thì chỉ có các Pokemon hệ thép có thể đỡ được một nửa sát thương, nhưng có vẻ như đấy vẫn là chưa đủ để ngăn chặn sự càn quét đáng sợ, cho nên hệ tiên đã xuất hiện và hoàn toàn miễn nhiễm với những đòn tấn công của hệ rồng. Nếu anh em vẫn thấy không ấn tượng cho lắm thì có thể đúng là bởi vì bản thân hệ này không quá cao siêu gì thật. Điều thực sự làm cho hệ rồng hùng mạnh lại đến từ các Pokemon, hệ này có quá nhiều Pokemon mạnh. Bắt đầu từ thế hệ thứ 3 trở đi, bất kỳ một bản game nào cũng phải có ít nhất một huyền thoại hệ rồng. Ở vùng Hoenn, chúng ta có anh em nhà Latios và Latias, sau này chúng còn được thêm khả năng tiến hóa Mega mà thực sự khó tìm được điểm khác biệt giữa hai con này. Rồng thần Rayquaza với khả năng chấn áp bầu khí quyển, bảo vệ hành tinh khỏi các mối nguy hiểm ngoài vũ trụ, cũng kèm theo cả dạng tiến hóa Mega. Vùng Sinnoh, nơi có ngọn núi Coronet hùng vĩ, là nơi đứng toàn năng Arceus tạo ra bộ ba thần rồng kiến tạo, đó là Palkia cai quản không gian, Dialga cai quản thời gian và Giratina tượng trưng cho phản vật chất. Khi mới sinh ra thì cả ba Pokemon này tồn tại ở dạng nguyên bản. Tại vùng Unova có bộ đôi rồng thần Hắc Âm Long Zekrom tượng trưng cho lý tưởng và Bạch Dương Long Reshiram tượng trưng cho chân lý. Hai Pokemon này đã từng là một con rồng thần hùng mạnh và Kyurem là phần vỏ còn sót lại sau khi chúng tách khỏi bản thể gốc. Kyurem có thể tái kết hợp với Zekrom để trở thành Kyurem đen hoặc kết hợp với Reshiram để trở thành Kyurem trắng. Vùng Kalos có con rồng Joycat nằm sâu dưới lòng đất, điều khiển và bảo vệ hệ sinh thái. Nó có nhiều hình dạng khác nhau tùy theo số lượng tế bào. Từ một chiều không gian khác, Necrozma mở cánh cổng không gian đến vùng Alola, truy lùng và hút ánh sáng để trở về hình dạng vốn có của nó, Ultra Necrozma, và khi đó nó sẽ mang hệ rồng. Và gần đây nhất ở vùng Gala có con rồng Eternatus, là nguyên nhân của thảm họa ngày đen tối và đã tạo ra năng lượng Dynamax khiến các Pokemon ở đây hóa khổng lồ. Cùng với đó là Regidrago, Pokemon được Regigigas tạo ra từ năng lượng rồng, sở hữu sức mạnh của tất cả các Pokemon hệ rồng, nhưng mà mới nặn được xong cái đầu thì hết nguyên liệu. Hội quán Pokemon chuyên hệ rồng đầu tiên nằm ở thành phố Blackthorn, vùng Johto, với thủ lĩnh là Claire. Cô này là em họ của Tứ Thiên Vương, sau là nhà vô địch Lance. Cái ông nghe cũng bảo là chuyên hệ rồng nhưng mà thật ra là chuyên hệ bay ấy. Ở thành phố Opelousas vùng Unova thì có đến hai thủ lĩnh phòng huấn luyện, đó là thị trưởng Raiden và Iris, cô bé thấu hiểu trái tim loài rồng.
Sau này thì Iris đã trở thành nhà vô địch của vùng Unova. Và cuối cùng là sân vận động thành phố Hemlock, vùng Gala, với nhà huấn luyện rồng Raihan, người cũng đang nhằm nhè vị trí nhà vô địch. Pokemon huyền thoại mạnh nhất hệ rồng thì chắc anh em cũng không cần tôi phải nói thêm lần nữa về việc con Mega Rayquaza nó bá đến mức nào và việc nó tiến hóa Mega không cần đá Mega như thế nào, hay là cái việc đặc tính của nó xóa bớt những điểm yếu chí mạng của nó như thế nào, đúng không? Có lẽ đa phần anh em ở đây cũng đã biết khá rõ về con này rồi. Còn nếu chẳng may có anh em nào mới biết đến kênh của tôi thì có thể tìm đến link video tổng quan hệ bay dưới phần mô tả nhé. Còn ở đây thì tôi sẽ nói về Ultra Necrozma, là hình thái hoàn chỉnh của Necrozma sau khi hấp thụ đủ ánh sáng, mang song hệ siêu linh rồng và có khả năng tàn phá các đội hình cho đến khi không còn gì sót lại. Pokemon này được hình thành khi mà Necrozma Dustman hoặc Dawnwing sử dụng chiêu thức Ultra Burst với Ultra Necrozium Z, nhưng thường thì sẽ là con Dustman bởi vì có khả năng công và thủ đều tốt hơn trước khi biến hóa. Ultra Necrozma sở hữu tốc độ và sức công phá cực lớn ở cả hai mảng vật lý và đặc biệt, có thể gia tăng chỉ số ở cả hai mảng này với Short Dance và Calm Mind. Nó có bộ chiêu thức siêu rộng của nhiều hệ như là siêu linh, rồng, thép, lửa cho đến đất và đá, cho phép nó phủ sóng rất nhiều hệ. Đặc tính Neuroforce còn tăng thêm 25% sát thương siêu hiệu quả nữa, khiến cho đối thủ rất là khó sống. Đấy là giả dụ như có con nào vẫn còn sống được sau khi dính chưởng từ chiêu thức siêu hiệu quả từ Necrozma. Cho nên thực tế thì đặc tính này không quá hữu dụng, kiểu như nó giúp bắt nạt được các đối thủ yếu thế, trong khi không giúp được gì nhiều trong những trường hợp mà nó thực sự cần sát thương. Một điểm hạn chế nữa của Ultra Necrozma đó là để đổi lấy cái khả năng hủy diệt thì dĩ nhiên những khả năng chịu đòn của nó sẽ phải yếu đi. Nhất là so với Necrozma Dustman, vốn dĩ đã là một Pokemon cực kỳ mạnh rồi. Trong khi cái việc biến hình thành dạng Ultra chỉ là một trong số rất nhiều lối đánh của Dustman, thì Ultra Necrozma lại có khá ít cách biến hóa, nhất là về trang bị bởi vì nó bắt buộc phải mang Ultra Necrozium Z. Và cuối cùng, dĩ nhiên Pokemon này chỉ có thể xuất hiện được khi dùng Z Move, nên có lẽ chúng ta sẽ khó mà được nhìn thấy nó trong tương lai gần. Dialga sở hữu một song hệ cực kỳ chắc chắn, đó là rồng và thép. Rất khủng về mặt phòng ngự khi mà cho phép nó bình thường hóa sát thương từ cả 3 điểm yếu, rồng, băng và tiên. Lúc đấy nó chỉ còn 2 điểm yếu đến từ đất và giác đấu, cộng với công đặc biệt rất cao được hỗ trợ bằng nhiều chiêu thức mạnh như là Draco Meteor, Earth Power, Blizzard, khiến Pokemon này trở thành một trở ngại rất lớn trong thời gian đầu ra mắt. Tuy nhiên, những thế hệ sau đó mang đến một bước nhảy vọt về mặt bằng sức mạnh. Mặc dù Primal Dialga đã xuất hiện từ Pokemon Mystery Dungeon Explore the Sky của Gen 5, nhưng cho đến Gen 6 thì không có Primal Dialga mà lại lòi ra con Primal Groudon, là mối hiểm họa siêu to khổng lồ mà Dialga không thể làm gì được. Kể cả khi mà Dialga có thể chịu được một đòn hệ đất hùng mạnh của Primal Groudon với sự trợ giúp của Sukaberry, thì sau đó cũng chỉ để thả Cellrock hoặc là tạo Trick Room, chứ về mặt công kích thì trong meta này Dialga hoàn toàn không có cửa. Hai đặc tính của nó là Pressure và Telepathy, rõ ràng không thể uy lực như những đặc tính độc quyền của những Pokemon huyền thoại mạnh mẽ hơn hoặc là những Pokemon huyền thoại cũ được buff thêm sức mạnh mới, trong khi Dialga thì vẫn mãi chỉ là Dialga. Đừng hiểu lầm nhé, Pokemon này vẫn cực kỳ trâu và đánh rất đau, nhưng khả năng này chỉ giới hạn ở một mình nó, chứ không có tầm ảnh hưởng rộng như là các huyền thoại khác. Ví dụ như Tanker thì không thể bằng Necrozma Dustman hay là Yveltal, còn sát thương thì không thể nào sánh được với Kyogre được bổ trợ thời tiết, hay là Xerneas và Zacian có khả năng boost siêu mạnh. Gần đây thì Pokemon Legend Arceus đã giới thiệu dạng nguyên bản của Dialga, khá đáng tiếc là cho đến thời điểm này chúng ta vẫn chưa có thông tin chính thức nào ngoài hình dạng, nên cũng không rõ là con Dialga nguyên bản mạnh hơn đến đâu, hay thậm chí là nó có được giữ cái dạng này không, hay là lại như Primal Dialga. Rõ ràng không thể nói về Pokemon hệ rồng mà không nhắc đến hội Pseudo Legendary, hay như ở Việt Nam được gọi là Á Thần. Thật ra cái tên này không phải là game đặt cho, mà là do cộng đồng fan thống nhất để gọi những Pokemon với 3 dạng tiến hóa, đều tiến hóa ở những cấp độ rất cao và hình thái cuối cùng sẽ có tổng chỉ số cơ bản là 600. Từ thế hệ đầu tiên cho đến nay đã có 9 loài Pokemon như vậy, thì có đến 7 con mang hệ rồng, nếu chúng ta tính cả dạng vùng miền của Goodra thì sẽ là 8. Vì có tổng chỉ số cao cho nên dù phân bố như thế nào đi nữa thì những Á Thần này vẫn mạnh hơn trên mọi phương diện nếu so với những Pokemon thông thường. Chúng mạnh không phải là bởi vì chúng mang hệ rồng,
mà là hệ rồng được coi là mạnh bởi vì có chúng. Dragonite là Pokemon Á thần đầu tiên. Đúng theo phong cách Gen 1 thì nó có chỉ số khá đồng đều, cung vật lý khá cao, kèm theo đặc tính multi-skill khiến cho nó vẫn trâu trong khi có thể tung ra những đợt tấn công mạnh mẽ. Salamence cùng mang hệ rồng và bay với Dragonite nhưng tập trung nhiều hơn vào mảng công phá. Khả năng phòng thủ nghèo nàn của nó có thể được bù đắp bằng đặc tính Intimidate suy yếu đối thủ. Pokemon này còn có một trong những dạng tiến hóa Mega mạnh mẽ nhất. Garchomp có một trong những song hệ công kích ghê gớm nhất là rồng và đất, sở hữu tốc độ cao cùng với tính đa dạng muôn vàn kiểu gây sát thương lên đối thủ. Ngoài sát thương từ những đòn tấn công thông thường, nó còn có cả sát thương từ phản đam và sát thương từ cạm bẫy. Hydreigon là Pokemon tàn ác và bạo lực nhất trong tất cả, bởi vì nó mang cái hệ tà ác mà. Mảng tấn công đặc biệt của Pokemon này cũng là vượt trội nhất trong các á thần và cũng là con duy nhất trong hội không có đặc tính ẩn. Goodra thì lại là hiền lành và thân thiện nhất. Khác với các bạn kia, Goodra lại tập trung chủ yếu vào phòng thủ. Thủ đặc biệt cơ bản của nó thuộc vào top cao nhất trong tất cả Pokemon. Đây cũng là á thần duy nhất vào thời điểm hiện tại có dạng vùng miền và con Hisuian Goodra còn có khả năng phòng thủ trâu hơn nữa. Combo Âu có chỉ số đồng đều nhất, tuy không vượt trội về mảng nào so với những á thần khác, nhưng nó là con duy nhất có khả năng gia tăng toàn bộ chỉ số cùng một lúc, trở thành một đối thủ cực kỳ đáng gờm chỉ so một nốt nhạc. Đây cũng là Pokemon á thần có nhiều chiêu thức độc quyền nhất. Dragapult có tốc độ cao nhất trong hội, đổi lại thì nó cũng là con có sức chịu đòn kém nhất. Pokemon này có thể đảm nhiệm tốt nhiều vai trò trong chiến đấu, tất cả là nhờ có thân pháp thượng thừa của mình. Bây giờ thì tại sao chúng nó lại mang hệ rồng? Sẽ có nhiều anh em thắc mắc, ví dụ như Goodra chẳng hạn, rõ ràng nó là một con ốc sên đúng không? Thật ra thì Goodra được thiết kế dựa trên một sinh vật khổng lồ nửa sên nửa bò sát trong truyền thuyết dân gian của Pháp gọi là Kakon. Ngoài ra còn có một phần ý tưởng lấy từ Tsuchebora, một loại yêu quái của Nhật Bản, hiểu đơn giản là một con sên biển sống nghìn năm và biến thành rồng. Tương tự như vậy chúng ta có Kingdra và Dragao, chúng nó là cá ngựa. Trong tiếng Nhật thì cá ngựa được gọi là Tachino Toshiko, hắn tự là Long Lạc Tử, hiểu nôm na là đứa con thất lạc của rồng, cho nên chúng nó mang hệ rồng. Nhật Bản cũng có những truyền thuyết về việc nếu con cá ngựa sống được một thế kỷ thì sẽ hóa thành rồng. Hê, cả chục con cá ngựa mới được một con sên. Applin, Flapple và Appleton, đơn giản chúng nó được dựa trên giống táo rồng, loại táo thượng hạng nhất. Cùng lúc đó thì đây cũng là một kiểu chơi chữ cho câu Worm in the Apple, con sâu ở trong quả táo. Chữ Worm ở đây phát âm giống với chữ Worm là một cách gọi một loài rồng trong tiếng Anh, từ đó chúng ta có một con rồng bên trong quả táo rồng. Cũng mang hệ rồng do chơi chữ là Mega Ampharos. Hiển nhiên con này là một con cừu, nhưng mà bởi vì tên tiếng Nhật của nó là Denryu, hán tự là điện lưu, có nghĩa là dòng điện đấy. Nhưng mà trong tiếng Nhật, chữ Long cũng đọc là Ryu, cho nên cái tên này cũng có thể hiểu là điện long, và dạng Mega của Ampharos cũng mang hệ rồng cho nó hợp lý. Còn trường hợp của Alolan Executor, Detonator và Altaria thì sao? Ừ, cái này là tôi hỏi anh em đấy, chứ tôi cũng chịu. Anh em nào có biết thì comment ở phía dưới giải thích hộ tôi với nhá. Tiện thể thì các ông có thể giải thích luôn cả Dialga, Palkia và Garchomp, xem chúng nó có lý do gì để là hệ rồng ngoài việc cho ngầu không nhá. Hệ rồng là hệ có ít chiêu thức nhất trong tất cả các hệ. Trong đó chỉ có 2 chiêu thức không gây sát thương, cũng là ít nhất trong tất cả các hệ luôn. Trong hai cái chiêu này thì mất một chiêu là Clangorous Soul, độc quyền của combo Âu, giúp cho nó cắt sinh lực để gia tăng toàn bộ chỉ số. Chiêu còn lại thì là Dragon Dance, một trong những chiêu setup lợi hại nhất, gia tăng một bậc tốc độ và một bậc công vật lý. Vào thế hệ đầu tiên, chiêu hệ rồng duy nhất là Dragon Rage, luôn luôn gây 40 sát thương trong mọi trường hợp. Vậy nên ở thời kỳ này, hệ rồng hoàn toàn không có ưu thế sát thương cùng hệ. Ở thời điểm hiện tại, chiêu thức hệ rồng mạnh nhất và có lẽ cũng là phổ biến nhất của mảng vật lý là Outrage, mang sức mạnh 120 và độ chính xác tuyệt đối. Chiêu này sẽ khiến Pokemon tấn công từ 2 cho đến 3 lượt liên tiếp mà không thể rút về hay đuổi chiêu khác. Sau đó Pokemon thi triển sẽ hỗn loạn vì kiệt sức. Dragon Rush yếu hơn ở sức mạnh 100 và cũng kém chính xác hơn chỉ với 75%. Nhưng đi kèm theo đó là một hiệu ứng mạnh, đó là khả năng gây choáng. Thế hệ thứ 8 giới thiệu một chiêu thức mới là Skill Shot, sẽ tấn công liên tục 2 đến 5 lần với 25 power mỗi hit.
Sau khi đợt tấn công này kết thúc thì Pokemon thi triển sẽ được tăng một bậc tốc độ và giảm một bậc thủ vật lý. Đây là chiêu thức bổ trợ rất tốt cho những Pokemon nào gặp hạn chế về tốc độ mà không thể học được Dragon Dance. Có một số chiêu thức vật lý hệ rồng nhưng mà thực chất lại được sử dụng trong hỗ trợ nhiều hơn. Ví dụ như Breaking Swipe gây sát thương nhỏ và giảm công vật lý của mục tiêu. Chiêu này có thể đánh trúng cả hai đối thủ trong đấu đôi. Hay là Dragon Tail, sát thương là phụ, đuổi đối thủ về mới là chính. Chiêu này rất thích hợp để trừng phạt những bạn nào tham gia tăng chỉ số. Ở màn đặc biệt, uy lực khủng khiếp nhất là Draco Meteor, cơn mưa thiên thạch với sức mạnh lên đến 130 nhưng sẽ suy giảm đến 2 bậc công đặc biệt của Pokemon thi triển. Đây cũng là chiêu thức được ưa chuộng nhất của mảng này, có thể học được bởi tất cả các Pokemon hệ rồng, nhưng mà rồng xịn thôi nhá, còn rồng fake thì thôi. Nếu mà anh em không thích hiệu ứng làm suy yếu bản thân thì có thể dùng tạm chiêu Dragon Pulse yếu hơn rất nhiều. Thực sự thì chiêu này cũng chỉ gây đam thôi, chứ không có hiệu ứng gì đặc biệt cả. Và cuối cùng thì hầu hết các chiêu thức của hệ rồng sẽ biến thành Devastating Break khi kết hợp với Dragonium Z. Khi Dynamax, chúng trở thành Max Wurmwind với tác dụng giảm một bậc công vật lý của đội bạn sau khi đánh chúng. Có một chiêu thức G-Max của hệ rồng, đó là G-Max Depletion của Gigantamax Duraludon sẽ giảm 2 PP của chiêu thức cuối cùng đối thủ sử dụng. Và đó là những thông tin tổng quan còn lại của hệ rồng, tạm thời chốt hạ cái series tổng quan các hệ. Hoặc ít nhất là chốt hạ cái Season 1 và có thể chúng ta sẽ có Season 2 vào Gen 10 hay là gì đấy nếu mà đến lúc đấy mà tôi vẫn còn làm video. Điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự ủng hộ của anh em vào thời điểm đó, như là anh em đang ủng hộ tôi bây giờ vậy, hoặc hơn. Anh em nào mà có đóng góp thêm thông tin gì cho video này, kiểu như là tôi bỏ quên con huyền thoại nào đấy, thì có thể chia sẻ dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn anh em đã chú ý đến video cũng như là xem hết nó. Bây giờ thì tôi sẽ hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Stay cool, stay dragon.